Chào các bạn. Hôm nay Chí Lâm gặp lại các bạn để chia sẻ một bài giáo lý về hoàn thiện hóa bản thân. Đây là giáo lý của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Các bạn thân mến, vì thiêng liêng đã giải nhiều vấn đề trên nhiều lãnh vực rộn ràng trước mắt, người tu không biết nên chọn điều nào để làm lối đi tắt đến con đường thánh thiện. Nào là tứ thời cúng lại, tụng niệm kinh lễ, nào là công phu tịnh luyện, nhập định tham thiền, nào là bố thí thi ân, giúp đời tế chúng, nào là tu thân, vì nhân lễ nghĩa trí tính ở phần nhân đạo. Vì sức người có hạn mà đạo lý thì rộng lớn bao la. Đạo lý mà muốn biện luận ra cho hết pháp môn thì dầu cho đời người có sống được ngàn tuổi, đầu thai muôn kiếp cũng chưa học hết pháp môn. Nhưng không phải vì lý do đó mà có người không thể học đạo, hành đạo và đắc đạo. Việc làm trước tiên là hoàn thiện hóa bản thân mình, rồi sẽ nói đến các hành động khác. Thế nào là hoàn thiện hóa bản thân? Thiện có nghĩa là khác với ác. Sở dĩ con người bị luân hồi trong chốn mê đồ, nguyên do tại các điều ác. Các điều ác đó từ đâu mà có? Là do nơi ý nghĩ, mắt thấy, miệng nói, thân hành động. Vì mắt mà xem không chánh thì sẽ khiến ý dục loạn động, nghĩ ác. Hệ ý nghĩ ác là nguồn gốc phát xuất những lời nói ác và hành động ác. Hàng ngày trong kiếp làm người tiếp xúc biết bao là sự vật, người tu phải cần kiểm điểm chủ động và chế ngự mắt, tai, ý, khẩu và thân. Đừng chủ quan cho rằng tất cả mọi hành động của mình đều là đúng, rồi nuông chiều theo cái tự cao tự đắc của cái sai, rồi đi vào đường tội lỗi. Về mắt nhìn, từ trong cái nhìn ấy đã định nhiều ý nghĩa. Một cái nhìn với lòng bác ái, thương xót kẻ nghèo khó, khổ đau, bệnh tật, động mối từ tâm, rủ lòng trắc ẩn đến giọt lệ nhỏ rơi. Cũng một cái nhìn ý nghĩa đố kỵ, ghen hờn, khiêu khích, hận thù, tức giận. Về lời nói, một lời nói có thể xoa dịu nỗi đau khổ của người trong cảnh khốn cùng hoạn nạn. Một lời nói có thể an ủi cứu mạng người trước khi tự sát. Một lời nói khích lệ người vào đường tu hành công quả giúp đời. Một lời nói có thể làm cho những kẻ xa lạ chưa từng biết nhau trở thành người bạn tốt. Cũng thời một lời nói làm cho người với người chia rẽ hận thù, tàn sát lẫn nhau. Cũng thời một lời nói làm cho nhiều người vong gia bại sản, chết chóc đau thương. Từ sự nhìn, ý nghĩ, lời nói đến hành động, mỗi cái đều có phần thiện phần ác. Vậy người tu muốn hoàn thiện bản thân thì phải hằng ngày kiểm điểm, phân tích, chọn lọc từ sự nhìn, ý nghĩ, lời nói đến hành động của mình, xem cái nào là thiện, cái nào là ác. Hãy điều thiện thì hãy quan hỷ tiếp tục mà làm, trái lại điều ác thì phải can đảm loại trừ ngay. Con người có được hoàn thiện hóa bản thân rồi mới có thể phát triển được trên đường đạo lý. Kính thưa các bạn, con người được hoàn thiện bản thân sẽ thể hiện trên gương mặt hiền hòa, đức độ đáng kính, tác phong thanh nhã, lời nói dịu hiền, cái nhìn khoan dung rộng lượng. Đó là những phép màu bảo vệ con người mình được an ninh trên mọi bước đường, an ninh trong mọi hoàn cảnh. Phần trình bày của tôi đến đây xin hết.